Anh tặng em này. Em xin. Nhưng mà hôm nay là ngày gì mà anh tặng quà em thế? Không phải là ngày đặc biệt gì cả. Chỉ đơn giản là anh muốn tặng em thôi. Em mở ra xem nhá. Em có thích món quà này không? Em có ạ. Em thích là anh vui rồi. Mà anh bảo này, sắp tới tập đoàn anh có nhiều dự án lớn nên là sẽ bận rộn một chút. Chắc sẽ không có nhiều thời gian dành cho em. Em thông cảm cho anh nhá. Không sao đâu ạ. Anh cứ tập trung lo cho công việc đi. Mình gặp nhau lúc nào cũng được mà. Em có buồn không đấy? Buồn thì chắc là có buồn đấy. Nhưng mà công việc của anh mà, cái gì quan trọng hơn thì mình phải ưu tiên chứ. Cảm ơn em. Có được người yêu hiểu chuyện như em đúng là may mắn của cuộc đời anh. Anh lại thế nữa rồi. Em thấy ở ngoài kia bao nhiêu là cô gái xinh đẹp này, giỏi giang này, mà khéo léo hơn em nữa ấy. Nhưng trong tất cả những cô gái anh quen thì chỉ có em là tuyệt vời nhất thôi. Nếu sau này anh gặp một người tốt hơn em thì liệu anh có thay đổi tình cảm không đấy? Tất nhiên là không rồi. Anh không phải là loại người như thế đâu. Không, bây giờ thì anh cứ nói như thế thôi. Chứ còn sau này á, khó nói lắm. Em nói thế tức là em không tin tưởng anh rồi. Anh buồn đấy. Thôi được rồi, em tin anh nhất trên đời, được chưa? Phải thế chứ. À, còn chuyện này em quên mất chưa hỏi anh. Chuyện gì thế? Hôm trước em có nói chuyện với một chị ở công ty em. Em nói người yêu em là chủ tịch tập đoàn ABA. Nhưng mà chị lên mạng tìm kiếm thì không thấy thông tin của tập đoàn. Thế là sao hả anh? Chuyện này... Anh ơi, anh đi xe ôm không ạ? Không. Em lấy rẻ thôi mà. Anh đi đâu để em chở? Chứ đi bộ làm gì cho nó vất ra. Nhìn dáng dấp của mày cũng được phết đấy nhỉ? Được gì anh? Tao đang có một vụ làm ăn, cũng kiếm được nhiều tiền đấy. Mày có làm không? Việc gì thế anh? Không phải là vận chuyển hàng cấm đấy chứ? Tao đâu có ngu mà làm cái đấy. Cái này á, vừa nhàn, vừa oai, lại còn có gái nữa. Thật thế hả anh? Tất nhiên, tao lừa mày làm cái gì? Vậy cụ thể là gì hả anh? Bây giờ như thế này nhá. Ngày xưa tao có một con người yêu cũ, nó cắm sừng tao. Bây giờ tao muốn thuê mày cắm sừng lại nó. Mày có làm được không? Thế nhưng mà việc đó làm như thế nào hả anh? Việc này đơn giản lắm. Mày chỉ cần đóng giả là một người đàn ông thành đạt đến tán tỉnh nó. Khi nào nó đồng ý yêu mày rồi á, thì mày lại cắm sừng nó cho tao. Như thế là mày kiếm được tiền rồi đấy. Nhưng mà làm như thế thì hơi ác anh ạ. Nhớ em cắm sừng người ta xong, người ta lại làm điều dại dột, lúc đấy thì ai chịu trách nhiệm? Mày yên tâm, con này nó mặt dày lắm. Nó không làm mấy cái chuyện ngu ngốc đấy đâu. Chỉ cần mày giúp tao thành công vụ này, tao sẽ đưa cho mày 20 triệu. Tận 20 triệu á? Tiền đối với tao không thành vấn đề. Nếu như mày làm tốt á, tao còn thưởng thêm cho đấy. Nhưng mà chuyện này... Suy nghĩ cho kỹ đi. Cơ hội kiếm tiền hiếm có đấy. Vâng, em làm. Ok anh. Anh làm sao thế? Anh không khỏe à? À không. Anh chỉ đang suy nghĩ xem tại sao trang web của tập đoàn lại bị mất như vậy thôi. Để lát anh bảo thư ký kiểm tra xem. Mà anh làm gì thì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đi nhá. Anh biết rồi, cảm ơn em. Em uống nước đi. Vâng. Bây giờ Ngọc Anh cũng khá tin tưởng tôi rồi. Bước tiếp theo tôi phải làm gì? Hôm nào mày rủ nó đi ăn, chuốc say nó, rồi đưa vào khách sạn cho tao. Chuyện tiếp theo cứ để tao xử lý. Anh định làm gì Ngọc Anh? Mày đoán xem. Sao lúc trước anh bảo nhiệm vụ của tôi chỉ là cắm sừng Ngọc Anh để trả thù cho anh thôi mà? Đúng. Lúc trước tao có nói với mày là như thế. Nhưng bây giờ kế hoạch có chút thay đổi rồi. Mày cứ làm đi, đừng có thắc mắc nhiều. Anh lừa tôi đúng không? Tao lừa mày cái gì? Thời gian vừa rồi tôi tiếp xúc với Ngọc Anh thì thấy Ngọc Anh không phải loại người xấu như anh nói. Mà ngược lại, càng ngày tôi càng thấy anh nham hiểm. Có phải anh đang có ý đồ gì xấu với Ngọc Anh không? Mày lại nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mày nên nhớ, mày chỉ là một thằng xe ôm bần hèn thôi. Tao thuê mày về là để mày làm việc cho tao. Đừng có cãi lời tao. Nếu không, mày không nhận được một đồng nào đâu. Anh nói như vậy thì chứng tỏ anh đang có ý đồ xấu với Ngọc Anh rồi. Tôi không giúp anh nữa. Tôi không thể hại một cô gái tốt như vậy được. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như mày không làm theo lời của tao ấy, thì công sức của mày coi như là đổ sông đổ biển hết đấy. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn đấy. 20 triệu hay là 200 triệu tôi cũng không cần. Mà
Mà tôi cảnh cáo anh, nếu anh mà động vào Ngọc Anh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Chó này, mày dám phản tao à? Mày cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày tao cho mày biết tay. Anh Hiếu. Em đây rồi. Anh có chuyện muốn nói với em. Em tập trung nghe anh nói nhá. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ? Chuyện này liên quan đến tình cảm của anh và em. Em bình tĩnh nghe anh nói nhá. Vâng, có chuyện gì thì anh cứ nói đi ạ. Anh... Nó đang lừa dối em đấy. Sao anh lại ở đây? Anh quen người yêu tôi à? Người yêu á? Em thông minh như vậy mà vẫn bị thằng xe ôm này nó lừa à? Anh nói sao? Ai là xe ôm cơ? Thằng này nó chỉ là xe ôm thôi. Nó nói dối em, nó là chủ tịch để tán tỉnh em đấy. Em tỉnh ngộ lại đi. Anh đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Ở đây không có chuyện của anh đâu. Anh đi cho tôi nhờ. Em không tin thì cũng đúng thôi. Bởi vì cái thằng này nó vào vai chủ tịch quá là xuất sắc rồi. Nhưng mà sự thật thì mãi là sự thật. Có che giấu đến đâu thì cũng bị anh phơi bày thôi. Anh Hiếu, anh nói cho anh ta biết anh là chủ tịch thật đi. Em à, anh đúng là xe ôm thật. Cái gì? Anh vừa nói cái gì cơ? Thật ra là anh đã lừa em. Nhưng mà anh không cố tình làm như vậy đâu. Tất cả chỉ là tại... Thôi, mày không phải giải thích làm gì nữa đâu. Lừa dối thì vẫn là lừa dối thôi. Từ bây giờ trở đi, mày không có tư cách để gặp Ngọc Anh nữa đâu. Anh Hiếu, sao anh làm như thế với em? Anh biết anh làm thế, em sẽ đau khổ lắm không? Anh là đồ tồi. Từ bây giờ, anh tránh xa cuộc đời của tôi ra. Mày thấy chưa? Đây là kết cục của việc không nghe lời tao đấy. Từ bây giờ, mày không còn cơ hội để gặp Ngọc Anh nữa đâu. Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao anh muốn tôi lừa Ngọc Anh. Anh có thể trả lời tôi được không? Chuyện đấy thì cũng dễ thôi. Trước đây tao có thích Ngọc Anh, thế nhưng mà cô ấy không hề thích tao. Mặc dù tao đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, nhưng mà cô ấy lại không hề để ý đến tao. Thế cho nên tao mới phải nghĩ ra cách lừa mày để chiếm bằng được nó đấy. Thì ra là như vậy. Anh đúng là tên khốn nạn. Bây giờ mày có chửi tao thì cũng vô ích thôi. Ngọc Anh ghét mày lắm đấy. Anh cứ chờ đấy. Sẽ có ngày tôi khiến anh phải trả giá. Tao lại sợ mày quá cơ. Thằng chó. Sao? Nhớ người ta rồi à? Anh cũng không biết nữa. Thế anh có thích chị ấy thật lòng không? Chắc là có. Vậy thì mau đi gặp người ta đi. Nói tất cả mọi chuyện cho chị ấy biết. Có nói ra cũng không giải quyết vấn đề gì đâu. Anh cũng chỉ là thằng xe ôm thôi mà. Anh tự biết mình không xứng với cô ấy. Nếu biết hiện tại mình chưa xứng với chị ấy, sao không cố thay đổi bản thân đi, trở thành một người đàn ông có địa vị, tiền bạc. Đến lúc đấy anh chắc chắn sẽ có tự tin tỏ tình với chị ấy thêm lần nữa mà. Nhưng mà anh biết phải làm gì bây giờ đây? Thay đổi như thế nào? Trước mắt phải tìm một công việc có tương lai hơn mà làm. Chỉ coi cái nghề chạy xe ôm này là nghề phụ, kiếm thêm thu nhập thôi. Em nghĩ chị Ngọc Anh cũng sẽ nghĩ giống em. Bọn em không coi thường công việc nào cả. Nhưng nếu được lựa chọn một người đàn ông để gửi gắm cả cuộc đời mình, thì bọn em không thể chọn một người không có tương lai như anh ở hiện tại được. Em nói cũng đúng. Đến bản thân anh cũng thấy tương lai mình mịt mù. Sao mà Ngọc Anh chấp nhận ở bên cạnh anh được? Vậy thì anh thay đổi đi. Tìm một công việc có môi trường tốt, có tương lai, có sự phát triển mà làm. Em tin với sự chăm chỉ và quyết tâm của anh sẽ sớm thành công thôi. Cảm ơn em, anh sẽ thay đổi. Anh uống nước đi nhá. Ngọc Anh, em nói chuyện với anh một chút được không? Tôi không có chuyện gì để nói với kẻ dối trá như anh cả. Em cứ bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh chỉ xin em 5 phút thôi. Nói xong anh đi luôn. Được, anh nói đi. Thực ra ban đầu anh không hề biết em là một cô gái tốt như vậy. Tên khốn Hải đó nói với anh là em cắm sừng anh ta, nên thuê anh về lừa em để trả thù. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với em, anh thấy em không phải là người xấu xa như vậy. Và anh đã có tình cảm với em. Khi tên khốn đó yêu cầu anh đưa em vào khách sạn để hắn ta hại em, thì anh đã không đồng ý. Nên mới có chuyện hắn ta đến đây vạch trần anh như hôm nọ. Dù là lý do gì đi nữa,
thì anh cũng đã lừa dối tôi. Tôi không cần người yêu mình phải là chủ tịch này nọ, nhưng ít nhất người ấy phải thật lòng. Anh có hiểu không? Anh hiểu. Nên hôm nay anh mới tới gặp em. Anh biết, nhưng lời nói dối đã thốt ra thì không thể nào rút lại được. Cho nên anh sẽ biến những lời nói dối đó thành sự thật. Bằng cách nào? Anh sẽ có cách của anh. Sau này thành công, anh sẽ đến tìm em. Alo ạ. Dạ vâng. Em đang ngồi ở quán cà phê chờ trưởng phòng của công ty BJ đến để ký hợp đồng đấy ạ. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Chào em. Hôm nay anh đến là để ký hợp đồng cho công ty BJ. Anh Hiếu, sao lại là anh? Tại sao lại không thể là anh? Thời gian vừa qua anh đã rất cố gắng để thay đổi bản thân. Và đến bây giờ anh đã là trưởng phòng của công ty BJ. Được gặp lại em, anh thấy rất vui và cũng rất hồi hộp đấy. Anh khiến em khá bất ngờ đấy. Nhưng mà tại sao trong một thời gian ngắn như vậy anh lại lên được chức trưởng phòng như này? Khi người ta ăn sáng để chuẩn bị đi làm thì anh đã có mặt ở công ty. Khi người ta về ăn cơm với gia đình thì anh lại đi gặp khách hàng để bàn hợp đồng. Khi người ta đi chơi cuối tuần thì anh ở nhà nghiên cứu cách thức tăng doanh số cho công ty. Em thử nghĩ xem anh có xứng đáng với vị trí này không? Anh thay đổi nhiều quá rồi đấy. Em bắt đầu khâm phục anh rồi đấy nhá. Thật ra anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Và mỗi lần gặp khó khăn anh lại nghĩ tới em. Anh càng quyết tâm hơn. Vì anh biết nếu không có chỗ đứng vững chắc thì anh sẽ không đủ tự tin để đứng trước mặt em. Có phải em đã tạo áp lực cho anh nhiều lắm đúng không? Không. Đối với anh em chính là động lực. Anh, kia có phải là anh Hải không ấy nhở? Đúng rồi, chính là anh ta đấy. Sao bây giờ anh ta lại thành ra nông nỗi này nhở? Trước kia anh ta cũng làm phó phòng mà. Anh có nghe nói anh ta gian lận tiền của công ty để chơi cờ bạc, sau đó bị công ty đòi bồi thường, chắc phải bán hết nhà cửa đất đai để trả, nên bây giờ đành phải chạy xe ôm kiếm sống. Đúng là cuộc đời luôn công bằng với tất cả chúng ta. Mong là anh ấy sẽ thay đổi và trở thành một người tốt. Em không còn ghét anh ta nữa à? Trước thì có, nhưng giờ thì hết rồi. Dù gì thời gian cũng trôi qua rồi mà anh. Mọi chuyện không vui, mình nên khép lại. Em nói đúng, anh rất tự hào về em. Mình về thôi.